Giang Thái xin kính chào quý vị đến với bản tin 6 giờ sáng của Việt Nam Top News. Bản tin của chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và thế giới được phát sóng vào các khung giờ 6 giờ, 12 giờ 30 và 18 giờ tối hàng ngày trên kênh Việt Nam Top News. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn thông tin uy tín hàng đầu thì quý vị đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của chương trình nhé. Và ngày hôm nay thì Giang Thái sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin 6 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2020. Ông Trump sẽ thúc đẩy sản xuất vaccine COVID-19 đủ cung cấp cho 300 triệu dân Mỹ. Ấn Độ phát hiện lính Trung Quốc nằm cán rời khỏi các căn cứ điểm trên núi. Nha Trang phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Kinh hãi trước công nghệ làm cho thân giá mập, đẹp mắt. 58 nghệ sĩ cải lương góp mặt trong MV Niềm Tin. Thưa quý vị, hôm ngày 17 tháng 9, sau hơn 2 tháng chuẩn bị, soạn giả Hoàng Song Việt và nhà hát Trần Hữu Trang vừa giới thiệu đến công chúng MV Niềm Tin với sự góp giọng của 58 nghệ sĩ cải lương. Đây chính là món quà tri ân những người nơi đầu sóng ngọn gió trong công cuộc chống dịch bệnh COVID-19 thời gian vừa qua, đồng thời động viên toàn dân vừa chung tay phòng chống dịch bệnh, vừa khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống, sinh hoạt. Từ ý tưởng đó, soạn giả Hoàng Song Việt và tác giả Lâm Viên Phạm Văn Đằng đã viết một liên khúc gồm các bài lý. Từ những bài hát này, nhạc sĩ Cao Minh Thu đã phối lại như một ca khúc hoàn chỉnh. Với mong muốn một MV có sự đồng lòng của các nghệ sĩ cải lương, ekip thực hiện đã cất công mời 58 nghệ sĩ cải lương từ 26 đơn vị nghệ thuật công lập cũng như xã hội hóa trên cả nước cùng hòa giọng trong MV. Khán giả yêu thích cải lương sẽ có dịp được ngắm và nghe các nghệ sĩ mình yêu thích trong trang phục áo đỏ sao vàng, cất cao lời hát như nghệ sĩ Lệ Thủy, Tuấn Thanh, Thoại Miêu, Kim Tử Long và một số nghệ sĩ gạo cội khác. Toàn bộ ekip, từ những người khởi xướng và thực hiện, nhạc sĩ Cao Minh Thu, phòng thu của nhạc sĩ Thanh Liêm và các nghệ sĩ tham gia đều không ai lấy cách xê. Chúng ta cùng đến với những thông tin cập nhật trên thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18 tháng 9 theo giờ địa phương tuyên bố sẽ thúc đẩy sản xuất 100 triệu liều vaccine trước cuối năm nay, đồng thời sản xuất đủ cho 300 triệu người Mỹ vào tháng 4 năm sau. Trong khi đó, chính quyền ông Trump đã tiến hành chiến dịch thần tốc đầu tư vào 7 loại vaccine tiềm năng. Cụ thể, trong 7 loại vaccine, đang có 3 loại thử nghiệm giai đoạn 3. Tuy nhiên, hiện chưa có vaccine nào được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FSA phê chuẩn về tính an toàn và hiệu quả. Cố vấn Y tế Nhà Trắng Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm Mỹ cho biết, chính phủ cần chắc chắn rằng loại vaccine nào an toàn và hiệu quả vào tháng 11. Ông Fauci một ngày trước đó cho hay, các nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương nhất bởi COVID-19, gồm người cao tuổi, sẽ được ưu tiên tiêm vaccine trước, trong khi những người dân còn lại sẽ được tiêm vào đầu năm tới. Trước đó, hôm ngày 16 tháng 9, ông Trump cũng chỉ trích Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ sau khi chuyên gia này lên tiếng cho rằng Mỹ có thể có vaccine vào tháng 11 hoặc 12, nhưng nguồn cung sẽ rất hạn chế, ít nhất tới quý 2 hoặc quý 3 năm 2021. Vaccine COVID-19 mới được phân phối rộng rãi đến công chúng Mỹ. Chính quyền ông Trump hứng chỉ trích vì những phản ứng sai lầm với COVID-19 ở giai đoạn đầu tiên và cho rằng ông đang thúc đẩy nỗ lực phát triển vaccine nhằm tăng cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Trong nhiều tháng qua, các chuyên gia và cựu binh sĩ đã nhiều lần lên tiếng về những nguy cơ mà binh sĩ vùng biên giới Trung Ấn sẽ gặp phải khi mùa đông tới. Công đoàn hậu cần cũng đã được hai nước liên tục thực hiện ở quy mô lớn nhằm đối phó với những khó khăn do thiên nhiên và thời tiết gây ra. Hiện tại, mùa đông đã bắt đầu đổ bộ và khiến cơn ác mộng của binh sĩ trở thành sự thật. Tại vùng Ban Gông, tình hình đã bắt đầu căng thẳng từ ngày 29 tháng 8. Nước hồ Ban Gông đã bắt đầu đóng băng từ tuần này. Nhiệt độ ở các cao điểm mà quân đội Trung Quốc và Ấn Độ chiếm giữ có lúc hạ xuống âm 4 độ C. Tới giữa tháng 10, mặt hồ sẽ đóng băng hoàn toàn. Tại một số khu vực, nhiệt độ có thể xuống dưới âm 14 độ C và tiếp tục hạ vào mùa đông. Sau nhiều lần căng thẳng và đụng độ, binh sĩ biên giới Trung Ấn vẫn không đáng lo ngại bằng thời tiết trong tháng mùa đông. Dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, trong 4 ngày vừa qua, binh sĩ Ấn Độ đã thấy nhiều binh sĩ Trung Quốc phải nằm trên cáng, được đồng đội và bác sĩ quân y đưa từ các cao điểm ở vùng Finger tới nơi khác để điều trị. Ấn Độ cũng thừa nhận, nhiều binh sĩ không chịu được điều kiện khí hậu ở vùng cao. Cũng như Trung Quốc, Ấn Độ đã chuẩn bị nhiều bác sĩ quân y với thiết bị y tế chuyên dụng và cáng để đề phòng tình huống xấu, ví dụ như tê cống chân tay hay phù phổi cấp. Với nhiều năm kinh nghiệm và trang thiết bị thiết yếu, Ấn Độ cho rằng những nguy cơ vẫn còn hiện hữu nhưng đã kiểm soát được phần lớn và binh sĩ nước này đủ khả năng để kiềm chế và kiểm soát tình hình biên giới. Hôm qua ngày 19 tháng 9, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo chỉ trích quyết định cấm TikTok và WeChat của Mỹ, cảnh báo sẵn sàng đáp trả để bảo vệ các công ty trong nước. Trung Quốc kêu gọi Mỹ hãy duy trì luật lệ và trật tự quốc tế một cách công bằng, minh bạch.
Phản ứng này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Washington có kế hoạch cấm người dùng ở Mỹ tại ứng dụng WeChat và TikTok từ ngày 20 tháng 9. Bộ Thương mại Mỹ sẽ yêu cầu gỡ hai ứng dụng Trung Quốc ở Mỹ và cấm cửa chúng trên App Store, Google Play hay bất cứ nhà cung cấp ứng dụng nào trên các nền tảng có thể tiếp cận từ Mỹ. Các nguồn thạo tin cho biết, lệnh cấm tại TikTok của Mỹ có thể vẫn được Tổng thống Donald Trump hủy trước khi có hiệu lực vào cuối tuần, với điều kiện chủ sở hữu ByteDance phải đạt được thỏa thuận về các hoạt động tại Mỹ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân trước đó khẳng định, cơ sở an ninh quốc gia mà Mỹ sử dụng để đàn áp các công ty Trung Quốc là không có căn cứ. Nhấn mạnh doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành hoạt động kinh doanh theo quy tắc quốc tế và luật pháp Mỹ, TikTok hôm qua cũng sẽ tuyên bố chỉ trích áp dụng cấm tài ứng dụng này ở Mỹ và tuyên bố sẽ chống lại hành vi đàn áp của chính quyền Trump. Tiếp theo là những thông tin cập nhật trong nước. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa cho biết, ba mẫu bệnh phẩm lấy từ đàn lợn lai thương phẩm của hộ ông Nguyễn Văn Kiểm ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đông có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, sau khi tiêu hủy ba con lợn bị bệnh thì hộ dân này đã bán 21 con còn lại. Trước đó, vào ngày 15 tháng 9, các cơ quan chức năng thành phố Nha Trang kiểm tra đàn lợn lai thương phẩm 24 con của hộ ông Nguyễn Văn Kiểm thì phát hiện ba con lợn có các triệu chứng như xuất huyết, tím tái vùng da mỏng, hạch xung huyết. Cơ quan chức năng địa phương đã lấy 3 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và cho tiêu hủy 3 con lợn này. Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng đã yêu cầu chủ hộ tiếp tục cách ly, theo dõi tình hình dịch bệnh của 21 con lợn còn lại. Nhưng sau đó, ông Kiểm đã tự bán hết 21 con lợn nói trên và không khai báo với chính quyền địa phương, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh. Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, ông Kiểm khai mua đàn lợn này từ nơi từng xuất hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi trước đó là xã Suối Dầu, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, ông này cũng đã tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho lợn nái và đến ngày 22 tháng 8 năm 2020 đã tiêm phòng vaccine tai xanh cho đàn lợn trên. Hôm ngày 19 tháng 9, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã ra đi sau một thời gian kiên cường điều trị bệnh ung thư tụy. Thông tin này được con gái ông thông báo trên trang cá nhân. Những dòng cảm xúc con gái ông chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều nghệ sĩ, những bạn nghề, khán giả yêu âm nhạc Phó Đức Phương vô cùng thương tiếc. Trước đó, nhạc sĩ Phó Đức Phương phải vào viện điều trị đầu năm nay. Những cơn đau có lúc khiến ông cảm thấy không trụ được nữa, nhưng khát khao sống, sự lạc quan và hiểu biết của một con người đã đến tuổi hiểu được mệnh trời khiến nhạc sĩ Phó Đức Phương những ngày cuối đời luôn tỏa ra một năng lượng lạc quan, tích cực khiến những người bên cạnh ông càng thêm phần nể trọng. Ông vẫn ấp ủ dự án viết những ca khúc để tri ân non sông, đất nước và coi đó là trách nhiệm của mình với các bậc tiền nhân. Những ngày tháng 7 vừa qua, khi gia đình ông tổ chức đêm nhạc khúc hát phiêu ly tại nhà hát lớn Hà Nội để động viên ông còn thị phạm cho các ca sĩ hát trên giường bệnh. Ở đó, những ca sĩ đã cất cao tiếng hát đầy tự hào, gửi đến nhạc sĩ Phó Đức Phương tất cả sự tôn trọng, cũng như tình cảm của họ dành cho ông, một nhạc sĩ tài hoa. Những ca khúc của ông đã chắp cánh cho rất nhiều nghệ sĩ tài năng. Ông là người đặt nền móng cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, giúp trung tâm phát triển vững mạnh như ngày nay. Sự ra đi của ông là một mất mát cho nền âm nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây thì Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Công an huyện Việt Yên tiến hành tiêu hủy hơn 1,1 tấn giá đỗ có sử dụng dung dịch lạ, không an toàn vệ sinh thực phẩm. Phòng Cảnh sát Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Cường 45 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất giá đỗ trong thời hạn 60 ngày và tiêu hủy toàn bộ số giá đỗ trên. Cụ thể, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang kiểm tra hoạt động sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường của ông Trần Văn Cường, sinh năm 1977, trú ở đường Sen Hồ, thị trấn Nến, huyện Việt Yên. Khi kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện và thu giữ trên 1 tấn giá đỗ, 800 ống nhựa chứa dung dịch chất lỏng. Chủ cơ sở sản xuất cho biết, sử dụng dung dịch chất lỏng trên để làm cho thân giá mập, đẹp mắt. Trong đó, 690 ống đã sử dụng hết chất lỏng. Qua kiểm tra của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế cho thấy dung dịch chất lỏng trên có chứa chất không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được cho phép sử dụng tại Việt Nam. Nếu không phát hiện, số giá đỗ sử dụng chất cấm này đã được mang đi tiêu thụ. Hiện, toàn bộ số thực phẩm nêu trên đã được đem đi tiêu hủy. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu sau bão số 5 gây mưa lớn diện rộng ở khắp các vùng miền trên cả nước. Từ đêm mai, mưa giảm dần, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo ngày và đêm nay, ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm trên 24 giờ.
Tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ở Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ giảm dần nên trong hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa dông mạnh. Hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 6 giờ sáng của Vietnam Top News xin phép được khép lại. Giang Thái xin chào, chúc quý vị có một buổi sáng vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 12 giờ 30 trưa nay.